nhân dịp kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 thành công ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2021 và hoàn thành việc giành chính quyền ở Đà Nẵng ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày 26 tháng 8 năm 2021 gắn với quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2021. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng Ủy viên dự quyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm của ngày lễ trọng đại với lòng biết ơn vô hạn tại đài tưởng niệm 2 tháng 9, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã thành kính dành phúc, mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân đoàn cũng đã đến viếng dân hương và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ hòa vang nghĩa trang liệt sĩ thành phố nghĩa trũng phước ninh xã hòa khương huyện hòa vang và nghĩa trũng hòa vang phường khuê trung quận cẩm lệ tại những nơi đến viếng hương trong sự tưởng nhớ tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng quê hương trong niềm tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng kiên trung của dân tộc và của quê hương đà nẵng anh hùng Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo thành phố nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, đoàn kết một lòng ra sức phấn đấu để xây dựng Đà Nẵng ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trong bối cảnh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung nỗ lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo thành phố nguyện đoàn kết chung sức đồng lòng phát huy trí tuệ và sức mạnh đồng thuận của nhân dân để nhanh chóng khống chế dịch bệnh sớm đưa đà nẵng bước vào trạng thái bình thường mới